Tim, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về đó là nướng bánh mì nhé. Đầu tiên á là mình sẽ lấy chảo trên bếp này và mình bật lên và mình sẽ bật bếp lên nhé. Đây, đó, để lửa nhỏ và chờ một xí cho chảo nóng. Sau đó mình sẽ lấy bánh mì ở đây. Đây, bánh mì ở đây. Đây là bánh mì. Đó, và mình sẽ lấy ra. Đây, từng lát mình lấy ra. Đó. Mình lấy ra và mình để lên dĩa đây rồi sau đó mình sẽ nướng. Đây. Để lại chỗ cũ. Mình sơ thế này cảm thấy có hơi nóng ở trên rồi thì mình sẽ tiến hành nướng bánh mì. Đó. Mình sẽ để bánh mì vào. Đây và mình nén xuống, nén nó xuống. Mọi người phải nén nó nhé, để cho nó kiểu là bánh mì nó có xốp nên nó có một số miếng nó sẽ không đều với mặt phẳng, mình cần phải nén nó xuống một xí. Đó, sau khi mình sơ và cảm giác nó ấm ấm ở đây rồi, tức là miếng bánh mì đã chín mặt dưới, mình sẽ lật nó lên và mình sẽ nướng tiếp mặt sau. Đó, miếng bánh mì khi nướng nó sẽ chín giòn và ăn thì ngon hơn. Đó, mình giờ lên kiểm tra coi nó chín hết chưa. Bánh mì này thì thường là mình sẽ chiên thêm một quả trứng và mình bỏ ốp la, hoặc là mình ăn kèm với nhiều thứ nữa. Rồi khi nó chín mình sẽ để nó ra dĩa như thế này. Đó. Và miếng bánh mì khi chín là như thế này này, nó có màu vàng này. Đó, và nó giòn 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 giòn. Mình sờ xung quanh là thấy nó giòn giòn. Đó, đây là những miếng bánh mì mình đã nướng sẵn. Đó, mình chỉ cần bỏ lên như thế này và mình nướng thôi. Đó, thank you. Sau đó mình sẽ tắt bếp nhé. Khi đã nướng chín xong mình sẽ tắt bếp. Và mình đưa bánh mì ra ngoài, bỏ lên dĩa. Đây là sản phẩm cuối cùng của chúng mình. Đó, sau khi đã được 2 dĩa dẻo.